Thưa quý vị khán giả, chúng tôi vừa nhận được thông tin về một vụ dâm ô trẻ em tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu. Điều đáng băn khoăn hơn, người bị tố cáo có hành vi dâm ô đối với 4 nam học sinh lại chính là thầy giáo của các em. Theo phản ánh của phụ huynh học sinh, một thầy giáo tại trường trung học cơ sở Phước Minh, huyện Dương Minh Châu đã có những hành vi dâm ô đối với 4 nam sinh đang theo học lớp 9 tại trường trong suốt nhiều tháng qua. Theo đó, vị thầy giáo này nhiều lần ép các nam sinh xem phim và bắt các em phải làm theo. Trong đó, có em bị thầy dâm ô từ năm học trước. Thì một lớp 9 lận mà em nó không có nói. Mình chỉ thấy nó nghe là nó cứ đòi mẹ hỏi dè dè vậy á. Họ không có dám hỏi thẳng mà dè dè là mẹ ơi chuyển trường được không rồi này kia thôi. Mình cũng không có suy nghĩ tới. Rồi cái nó nói là mẹ, con kể mẹ nghe cái này mà mẹ đừng có la nha. Cái rồi nó mới kể là nó bị thầy ép làm bậy bạ. Thầy cũng đã cho xem một cái đoạn phim, nhưng mà con tôi không xem, che mắt lại không xem. Nhưng thầy bắt buộc phải cho xem. Như vậy thì cháu nó về kể nguyên văn vậy tôi nghe rất là buồn và đau lòng. Cũng bị là 3 lần. Nó rất là sợ, nói chung là nó rất sợ giờ đi học, tới tiết của thầy là nó rất là sợ. Thậm chí bây giờ nó tới tiết thầy nó khóc không. Trao đổi với phóng viên, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phước Minh xác nhận thầy giáo có hành vi dâm ô với học sinh là một giáo viên đang công tác tại nhà trường. Sau khi nghe thông tin, ngày 28 tháng 5 năm 2020, nhà trường đã mời thầy giáo này lên trao đổi và yêu cầu viết bản tường trình. Thầy giáo này đã thừa nhận hành vi của mình và viết đơn xin nghỉ việc. Buổi sáng ngày 29 tây, cái là có họp với coi như là phó chủ tịch xã, với trưởng công an xã, với ban đại diện cho mẹ học sinh báo về cho trưởng phòng giáo dục đào tạo ở Vinh Châu này, báo về trưởng phòng, rồi bao nhiêu hồ sơ là cứ gửi cho địa phương hết, những gì hồ sơ cần thiết là mình gửi cho địa phương với cho coi như là phòng giáo dục để cho coi như là cấp chính quyền rồi với lãnh đạo của mình có hướng để chỉ đạo với người ta giải quyết. Theo tìm hiểu, thầy giáo này đã có vợ con. Hành vi dâm ô này đã kéo dài trong nhiều tháng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về sự việc này đến quý vị khán giả ở các chương trình thời sự sau của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh.